Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình cập nhật là một dự án là Arano Network nhận token Arano các bạn. Thì mình cũng đã claim 5 token Arano rồi các bạn. Thì trên thông tin tại Twitter nó có thông báo này nha các bạn. Có nhiều anh em nói dự án Arano Network này là scam các bạn. Thật ra không phải scam các bạn. Đây là một dự án, là một sàn giao dịch lớn của châu Âu các bạn. Thì việc nó có thông báo này các bạn. Việc phân phối mã thông báo token ANO dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 4 nha các bạn. Các thông báo tiếp đến sẽ được phân phối trực tiếp đến các ví sẽ đã gỡ. Thì chương trình iGroup mình đã claim, mình hướng dẫn các bạn claim token ANO này, thì các bạn chờ tới ngày 20 nha các bạn, 20 tháng 4. Và hiện tại mình đã claim 5 token ANO hiện trong tình trạng pending nha các bạn. Thì trên tờ Twitter nó có thông báo nè bạn, này là phân phối mã thông báo ANO trong giai đoạn 1 các bạn. Dưới xu hướng thị trường đang diễn ra trong mạng BET20 và TIC được phân phối mã thông báo ANO đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 4. Các mã thông báo sẽ được chuyển trực tiếp đến địa chỉ ví đã gỡ thông qua một số sự kiện phân phối mã thông báo các bạn. Những người dùng đã gỡ thành công địa chỉ của họ đến ngày 20 tháng 4 sẽ nhận được 50% vào ví của họ. Mình chỉ được claim là 5% đến 10% vào mỗi tháng nha các bạn. Khá là ngon luôn. Đây là một cái dự án độc sàn dịch rất là lớn luôn bạn. Một token ANDX khi mà list sàn giá có khoảng 500 đô. Thật là ghê tởm này các bạn. Sau đó phân phối giai đoạn 2 sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 4. À quá đã. Rồi tiếp tục thì giai đoạn 3 sẽ được tổ chức đối với số lượng bài nộp. Mã thông báo gốc của mạng Arano dưới phạm vi thương mại lớn và cung cấp quyền cho người dùng trở thành thành viên của cộng đồng Arano. Tổng cung nó có 1 tỷ token Arano các bạn. Tổng nguồn cung có 49% 490 token Arano, như vậy là nó sẽ thiêu hủy 51% thôi các bạn. Tổng cung nó có 49 nè. Vậy là nó thiêu hủy phần nữa các bạn. Thì danh sách mã thông báo ở đó ANO sẽ được liệt kê trên Bankage Swap, hiện tại đang niêm yết trên sàn Bankage Swap giá 6 đô cho một token, khá là cao luôn các bạn. Và sẽ niêm yết thêm vào nhiều sàn giao dịch phi tập trung khác nữa các bạn. Câu hỏi thường gặp với ANO mã thông báo: tiền của tôi bị khóa, làm cách nào để xác minh lại và mở khóa tiền? Thì các bạn hiện tại mô hình xác minh lại đang ở chế độ chờ, chúng tôi sẽ có thông báo chính thức sau khi mô hình này đang hoạt động. Sau đó bạn có thể xác minh lại và gửi yêu cầu xác nhận quyền sở hữu. Thì hiện tại trên cái app Arano Network này nó đang nâng cấp meta card, nên các bạn không có thể nào đăng nhập vào app mà để xác minh được các bạn. Thì bạn nào chưa đăng ký thì link trên phần link mô tả mình đăng ký đi các bạn. Thì mình có một cái video hướng dẫn xác minh, thì sau này các bạn xác minh sau cũng được các bạn. Xin lưu ý rằng các bạn có thể yêu cầu qua các mã thông báo trong quỹ đã xác minh của mình để đặt quyền yêu cầu nhận quyền sở hữu. Bạn, cái này là quan trọng là các bạn, bạn phải giữ ít nhất là 0.1 ANDX trong ví 5 ngày nha các bạn. Sau đó các bạn có thể đặt yêu cầu hoán đổi, là có nghĩa là các bạn thu vào 0.1 token ANDX rồi trong vòng 5 ngày các bạn có thể bán ra USDT các bạn rút về các bạn. Tôi thấy thông báo không có lịch sử mua hàng khi tôi cố gắng xác nhận quyền sở hữu. Nếu bạn là chủ sở hữu TRC20 vui lòng đợi mã thông báo để gửi yêu cầu. Nếu bạn là người nắm giữ BET20 vui lòng xem bạn đã qua 5 ngày giữ chưa. Vẫn có sự cố kết nối dưới điều kiện điều hành hỗ trợ của chúng tôi trên Telegram. Giữ ai này để chứng kiến bạn có thể giao dịch ANDX trong ví của mình một cách tự do. Nhưng hãy đảm bảo rằng tại thời điểm gửi yêu cầu, ví của bạn phải có ít nhất là 0.1 ANDX. Vui lòng bình luận câu hỏi bên dưới để bổ sung vào phần câu hỏi của mình. Trong không gian làm việc hợp tác để phát triển sản phẩm tiền điện tử công bằng như BHB, Lawat được hỗ trợ bởi mã thông báo ANDX, sẽ ANO và ANDX nha bạn. Ok, như vậy mình đã cập nhật dự án ANDX cho tất cả các bạn, yên tâm nha các bạn. Để nhiều bạn bình luận dưới video mình nói token ANO này scam, thật ra là không có nha các bạn. Các bạn chờ đến ngày 20 thì nó sẽ phân phối cho các bạn nha các bạn.
Vậy mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.